Xin chào tất cả các bạn. Mình chính là Khắc Trường, một đơn vị chuyên sản xuất máy giặt và có kinh nghiệm về việc giặt giũ chất kinh doanh, công việc giặt. Thì hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn về cách thức hợp tác kinh doanh. Bởi vì sao mình lại nghĩ đến cái cách làm này? Bởi vì mình biết chắc rằng ở các vùng miền của chúng ta, miền núi phía Bắc ấy, là còn rất nhiều người chưa có việc làm tốt, và có những người có việc làm rồi thì lại muốn cải thiện cái nguồn thu nhập, muốn chủ động trong việc sản xuất kinh doanh. Thì các bạn có biết không, cái việc giặt giũ ấy, chăn màn ấy, thì đa phần là miền Bắc chúng ta đều có cái khí hậu rất là lạnh, cho nên việc giặt chăn là nơi nào cũng có nhu cầu. Có rất nhiều người nói rằng là chúng ta làm gì mở hiệu giặt ra mà ở nông thôn thì lấy đâu ra khách. Vậy thì các bạn hãy vào Facebook nghiên cứu Nguyễn Khắc Trường hướng dẫn chia sẻ cách chế máy giặt rồi là cách mở hiệu giặt. Các bạn cứ gõ vào ô tìm kiếm của Facebook và nghiên cứu dần. Thế thì các bạn sẽ biết được rằng là cách ở vùng nông thôn thì mở hiệu giặt bằng cách nào. Thế còn khi nghĩ đến vốn đầu tư, các bạn bao giờ cũng vậy, sẽ nghiên cứu đến những chiếc máy công nghiệp của các hãng Nhật bãi. Tuy nhiên máy Nhật bãi khi mà hỏng thì việc sửa chữa quả là khó khăn. Bởi vì các bạn biết đấy, khi mà mua những chiếc quần áo second hand chẳng hạn, không cái nào giống cái nào cả. Thì những chiếc máy Nhật bãi cũng vậy, không cái nào giống cái nào cả. Gần như là nó khác nhau hoàn toàn các đời máy. Việc sửa chữa nó cực kỳ khó khăn và đầu tư vốn rất lớn. Đấy. Với cái mô hình của mình này thì chúng ta chỉ việc đầu tư với số vốn rất nhỏ. Trong những thời gian đầu, các bạn chưa có vốn, chưa có kinh nghiệm, các bạn hợp tác với mình sẽ đọc cái bản hợp đồng ngay sau đây. Bây giờ sẽ là bảng kê giá trị để các bạn xem điều 1 nhé. Là bảng kê là hai bên góp tài sản quy đổi ra tiền như sau. Đấy. Máy giặt lồng đứng cũ, đấy, như nhà mình, các bạn vào livestream các bạn sẽ xem được. Máy giặt lồng đứng cũ chỉ cần những chiếc máy từ 13 đến 16kg thôi. Đấy, giá nó rất rẻ. Máy giặt công nghiệp tự động 5 chăn x 5 kg trên một cái. Các bạn tưởng tượng nhé, một chiếc máy giặt chăn công nghiệp mà giặt 5 chăn ấy, mà các bạn mua của hàng bãi ấy, mà giặt 5 chăn mà cái loại chăn cực kỳ dày nhé, 5 kg là không phải bỡn đâu, 5 kg là cực kỳ dày rồi, thì các bạn sẽ thấy rằng là giá của nó tương đương với khoảng độ 140 triệu là máy bãi. Còn các bạn mà mua máy mới ấy, thì gần như là hiếm có người có tiền mua. Đấy, thì cột này là cột số lượng mà mình cần phải đầu tư này. Cột này là cột giá trị cho một cái hạng mục này. Và cột này là cột thành tiền. Đấy. Thế thì phần góp thì bên A là bên mình, là Khắc Trường. Bên B là chính là các bạn. Đấy. Các bạn sẽ xem thấy tổng giá trị góp để mở một hiệu giặt bài bản. Nó rơi vào tầng này tiền. Là đã bao gồm giặt đệm nhé, đã bao gồm hệ thống sấy nhé. Sấy công suất cao đấy, giặt này giặt công suất rất cao. Một ngày mà các bạn giặt 10 mẻ thì nó ra là khoảng 5 đến 70 cái chăn các bạn nha. Chỉ hết 40 phút cho một mẻ thôi. Đấy, 40-45 phút là được một mẻ rồi. Tùy theo cái nguồn nước của chúng ta phải đầu tư một cái giếng khoan. Đấy. Thì bên B sẽ góp vốn tầng này. Đấy, 43. Bên A sẽ góp là bên mình sẽ góp là 53. Được chưa? Điều 2, thỏa thuận về phương thức vận hành kinh doanh. Thì các bạn biết rồi đấy, mình có kinh nghiệm về sản xuất máy, có kinh nghiệm về vận hành máy, có kinh nghiệm về tìm kiếm thị trường, có kinh nghiệm về tìm kiếm khách hàng và đóng gói sản phẩm. Thì mình sẽ có trách nhiệm bàn giao cho các bạn. Các bạn sẽ phải cập nhật, ghi chép lại cái công việc hàng ngày các bạn làm. Các bạn chụp ảnh lại cái sổ sách ghi chép đó vào sáng ngày hôm sau cho Khắc Trường mình qua Zalo hoặc Facebook, để mình còn giám sát nó. Về phân chia lợi nhuận thì các bạn góp vốn ít hơn. Đấy, nhưng mà các bạn lại được đầu tư về công sức. Đây này, các bạn xem đây này. 100% là công của các bạn làm. Cho nên mình chỉ nhận là 26% lợi nhuận. Mình tương đương với khoảng độ 3 triệu 2. Còn các bạn sẽ nhận được khoảng độ 74%. Đấy. Thì mình không cần biết là các bạn làm được bao nhiêu trên một ngày. Mình sẽ cùng các bạn làm trong vòng 10 đến 20 ngày. 20 ngày là tối đa nhé. Thông thường mình chỉ làm 10 ngày thôi. Để các bạn biết cách vận hành, biết cách giặt. Sau đó thì mình sẽ biến
và các bạn cứ thế hàng tháng nộp cái tiền này cho mình, đó, chuyển khoản cho mình. Nhưng các bạn đọc kỹ các điều khoản này nhé. Thỏa thuận về chấm dứt liên doanh thì mình luôn luôn đưa ra một cái kế hoạch, đó là vào tháng thứ tư mà sau khi chúng ta vận hành ấy, thì tức là sau khoảng 120 ngày thì các bạn không muốn chia cái lợi nhuận này cho mình nữa. Một cái lợi nhuận cố định là 3 triệu 2 một tháng mà các bạn cảm thấy là các bạn muốn ăn tất, đấy, các bạn muốn lấy hết, thì các bạn sẽ báo cho mình trước khoảng độ 10 lần 15 ngày, 10 ngày trước, 10 ngày tức là vào ngày khoảng độ thứ 100, 110 gì đó là các bạn báo trước, hoặc là tháng thứ 6 là vào khoảng độ 170 ngày các bạn báo trước rằng là tôi muốn chuyển giao toàn bộ sang cho tôi và tôi trả lại anh, tôi sẽ mua lại toàn bộ số máy móc này của anh đó. Thì bên A sẽ bàn giao lại toàn bộ máy móc cho bên B và thu lại 100% số tiền đã đầu tư máy móc. Nhưng nếu mà cái thỏa thuận này mà ký vào tháng thứ tư ấy, thì các bạn sẽ được trừ một tháng là bên A sẽ không lấy tiền lợi nhuận. Tức là sau 4 tháng hoạt động thì bên A chỉ lấy 3 tháng chia lợi nhuận. Nếu mà chúng ta thỏa thuận là mua lại, đấy, chuyển giao toàn bộ. Nhưng nếu các bạn ký vào tháng thứ 6 thì mình sẽ nhận 5 tháng chia lợi nhuận và mình để lại 1 tháng cho các bạn nhé. Nhưng mà sẽ không tính khấu hao. Đấy. Bên B thì có trách nhiệm đề nghị bên A là trước 10 ngày, chỉ là trước 10 ngày theo các thời điểm đây này, theo các thời điểm này này thì các bạn mới được giải quyết, mới được thỏa thuận. Sau 10 ngày thì thôi, để chu kỳ tiếp theo nhé. Ví dụ là tháng thứ tư các bạn căn căn đến khoảng gần 120 ngày rồi, 110 ngày rồi các bạn báo mình thì ok. Nhưng 111 ngày rồi thì thôi, để chờ tháng thứ sáu, được chưa? Tháng thứ sáu mà quên mất rồi thì để hết 1 năm thỏa thuận tiếp. À, thỏa thuận khác đấy thì các bạn đọc cái này các bạn hiểu luôn đấy. Ok, bạn nào mà chưa có vốn, vốn ít, các bạn muốn mở mang một công việc sản xuất kinh doanh, hãy đến với các trường mình và chúng ta cùng hợp tác. Tôi chỉ mong muốn rằng là các bạn sẽ tự chủ để tạo ra nguồn thu nhập cho chính các bạn và cải thiện cuộc sống của bạn và gia đình bạn. Chúc các bạn năm mới mạnh khỏe. Đấy. Bye bye.